Ghê. Cho con hỏi, ở nhà nuôi rất nhiều chó mèo, nhưng có nhiều người tâm địa ác, họ chửi, thậm chí họ lấy đá chọi hoặc đánh đá tụi nó, hoặc nói những câu xúc phạm tụi nó, nói tụi nó dơ cày bẫy mó, rồi nhiều câu đức ác tâm. Thưa sư, con nên làm gì trong những trường hợp đó? Đức Phật dạy đâu đâu cũng là sự sống cần tôn trọng muôn loài, vì họ làm ác với những con vật trung thành, và do nuôi nấng từ nhỏ như vậy, con nên làm sao hả sư? Con nhiều lúc con thấy sân si vì họ ác tâm quá. Quý vị nói một câu sư đồng ý như thế này, tức là tất cả sự sống đều cần tôn trọng. Vậy sư hỏi quý vị, khi quý vị nuôi nhiều chó mèo như vậy, quý vị đã dành cái sự tôn trọng đối với những người xung quanh hay chưa? Đó là câu hỏi mình cần phải trả lời. Khi mình nuôi nhiều chó mèo như vậy, mình có làm ảnh hưởng đến người khác hay chưa? Bởi vì ở cái xã hội này, khi mà chúng ta làm cái gì mà không có ảnh hưởng đấy, không có ảnh hưởng người ta, không dính dáng gì đến người ta, thì thường không có ai rảnh hơi đâu mà để ý tới mình nha. Sư nói thậm chí là mình bất hiếu với cha mẹ đó, mà cái chuyện của mình nó không dính dáng gì tới người ta, không ảnh hưởng tới người ta, thì người ta cũng không có đề cập gì tới mình. Cái chuyện nuôi chó mèo cũng vậy, quý vị phải tự đặt câu hỏi là cái chuyện mình nuôi đó nó có ảnh hưởng tới người ta hay không. Thứ nhất là cái con chó thì nó phải kêu à nha, chó nó phải sủa, rồi những cái tiếng ồn ở nhà của mình có giải quyết hay chưa, hay là mình để những tiếng ồn đó nó ảnh hưởng tới người ta. Người ta đi làm về mệt, căng thẳng chuyện công ty hãng xưởng, căng thẳng chuyện nhà con nó không nghe lời, ba má thì cằn nhằn, rồi ông chồng bà vợ thì như thế này thế kia, rồi đụng chó nhà kế bên cứ sủa tối ngày sáng đêm, thì quý vị nghĩ coi nó có phiền người ta hay không? Một cái vấn đề nữa đó là gì? Cái mùi, có thể là mình ở lâu á nó quen, nhưng mà mình có giải quyết được cái mùi bài tiết của con chó con mèo hay không? Rồi mình có giải quyết vấn đề là nó đi bậy mà nó ảnh hưởng tới nhà hàng xóm hay không? Ví dụ như con chó con mèo mà nó ị bậy ở nhà hàng xóm, con mèo mình đâu có quản được, nó bò chỗ này nó bò chỗ kia, nó leo nó trèo, có khi nó leo qua nhà hàng xóm, nó ị qua nhà hàng xóm rồi nó phá phách nhà hàng xóm, mình đã giải quyết được vấn đề đó hay chưa? Cho nên sư đồng ý với quý vị là mình cần phải tôn trọng tất cả chúng sanh. Nhưng mà khi mình tôn trọng những con chó, con mèo ở nhà của mình đã tôn trọng hàng xóm hay chưa? Phải trả lời và phải giải quyết vấn đề đó. Thành ra đấy, nếu như mình là người dễ thương thì suy nghĩ là nó sẽ không ảnh hưởng tới người khác đâu. Nhưng vấn đề là mình có thể mình dễ thương đó, mình thương con chó, con mèo của mình mà mình thương hàng xóm nó hơi ít. Thành ra phải giải quyết vấn đề ha, đó là vấn đề cơ bản. Họ không phải họ ác tâm, mà bản thân mình chưa có tâm từ với họ, và bản thân mình đang có vấn đề với họ, hoặc ít những con chó con mèo của mình đang có vấn đề với họ, mình phải giải quyết cái chuyện đó. Không có ai cấm mình nuôi hết. Quý vị có tâm từ là tốt, nhưng mà tốt nhất là đừng để chuyện đó ảnh hưởng tới người khác. Thì nói ví dụ như bây giờ mà sư nuôi một chục con chó, một chục con mèo ở trong phòng của sư đi, mà nó yên ắng, nó không vấn đề gì hết, thì đảm bảo không ai nói năng, không ai đã động gì tới sư hết. Thậm chí bây giờ con gián, con chuột nó bò trong vòng ở trong phòng của sư, miễn làm sao nó không ảnh hưởng tới người khác, không ai nói gì. Nhưng thử mà con chó trong phòng sư mà nó sủa, rồi thử mà cái con chó con mèo nó đi qua cái phòng kế bên mà nó ị trước cửa phòng, hoặc là ị ngay trước cái đường đi mà sư quên, sư không kịp dọn cái, nó có vấn đề liền. Thành ra phải coi lại mình trước ha. Còn quay trở lại cái vấn đề của giới tỳ kheo thì như thế này,
Quý vị được quyền tìm hiểu nha, không có giới luật nào cấm, nhưng mà khi chư tăng tụng giới thì quý vị không được có mặt. Đó là hai vấn đề khác nhau. Khi chư tăng tụng giới thì quý vị không được có mặt, còn giới tỳ kheo ni quý vị được quyền tìm hiểu. Đó là hai việc khác nhau nhé. Tại vì khi tụng giới đó, nó có một vấn đề, đó là chư tăng có những sinh hoạt, ví dụ như là kể tội, sửa lỗi. Không lẽ bây giờ mà chư tăng sửa lỗi nhau nghe, núi gì ngộ gì nghe, núi gì rau gì bàn, trời ơi, ông sư này ổng làm, tôi không ngờ là ông sư ổng đạo mà ổng làm cái trò này, chết không. Cho nên Đức Phật quy định là khi chư tăng tụng giới thì không được có mặt của người không phải là tỳ kheo. Còn giới luật của tỳ kheo thì quý vị được quyền theo dõi, không vấn đề gì hết ha.